Tử vi thứ 5, ngày 1 tháng 6 năm 2017 của 12 con giáp. Tử vi ngày 1 tháng 6 năm 2017 cho biết, người tuổi Dần gặp chính quan gây chuyện thị phi khắp nơi, bản mệnh cần phải linh hoạt tìm ra cách để bản thân không vướng vào vòng xoáy của những chuyện rắc rối. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi ngày 1 tháng 6 năm 2017, hôm nay tử vi tuổi Tý cho thấy thổ thủy tương khắc nên bản mệnh cần cẩn thận những việc liên quan tới tố tụng, pháp luật hoặc những rắc rối tới chính quyền, địa phương. Nếu phạm phải thì nên nhớ hãy bình tĩnh, đừng nóng giận, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, do Tý mùi lục hại nên bạn đừng quên rằng tiểu nhân ở khắp nơi, nhiều người có chức tước nhờ tiền bạc, mối quan hệ nên đừng quá cứng nhắc, hãy biết linh hoạt hơn trong cách cư xử sao cho có lợi nhất cho bản thân. May mắn là có thiên tài mang tới bản mệnh đường làm ăn rất tốt, đây là cơ hội tuyệt vời có thể giúp bạn gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, việc này đồng nghĩa với việc bạn ít thời gian hơn cho gia đình, người yêu, vợ chồng nên đừng quá tham công tiếc việc, cho dù làm gì cũng nhớ gìn giữ sức khỏe của mình. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu. Ngày có thổ khí vượng nên người tuổi Sửu thể hiện được tinh thần mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Cho dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc nhưng vẫn thu được kết quả như mong đợi. Bạn đừng quá mải mê với công việc mà không quan tâm tới vấn đề tình cảm cá nhân. Xem tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Sửu có sử mùi lục xung, gia đình không êm ấm, ai cũng đề cao ý kiến cá nhân, không chịu nghe ý kiến của những người khác trong cuộc cãi vã và không có điểm dừng, quả là khiến cho người ta đau đầu và khó chịu. Tình cảm gặp tỷ kiên nên tổn hại là điều không thể tránh khỏi. Bạn chẳng ngại người khác lời ra tiếng vào nhưng áp lực từ dư luận thì không dễ chịu một chút nào. Nếu người kia thiếu vững vàng, ít bản lĩnh hay không kiên nhẫn thì chắc chắn hai người không thể cùng nhau vượt qua được. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đen, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Tỵ. Tử vi tuổi Dần. Tử vi ngày 1 tháng 6 năm 2017 cho biết, người tuổi Dần gặp chính quan gây chuyện thị phi ở khắp nơi, bản mệnh cần phải linh hoạt tìm ra cách để bản thân không vướng vào vòng xoáy của những chuyện rắc rối, nếu không danh dự và sự nghiệp của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng đấy. Ngoài chuyện này ra thì hôm nay là một ngày tuyệt vời với bản mệnh, mọi sự đều thuận lợi, tiền kiếm khá, công việc suôn sẻ, các mối quan hệ xã giao cũng có bước tiến triển tốt đẹp. Bạn không có gì phải muộn phiền, chỉ cần ít tham gia vào chuyện ngoài lề là ổn. Để đảm bảo sức khỏe duy trì công việc hiệu quả, người tuổi Dần nên học cách tĩnh tâm trong những bài thiền, yoga để cân bằng cuộc sống. Bạn có thể đi chùa, đi nhà thờ, nghe kinh Phật, đọc kinh thánh, tìm tới những điểm tựa tâm linh, hạ bớt hỏa tính trong người xuống. Có như vậy thì việc gia đình mới có cơ hội được giải quyết. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Mão mùi tam hợp mộc cục, nhờ đó người tuổi Mão nhận tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, cả ngày vui vẻ, thu nhiều may mắn. Tam hợp vượng danh chức vị được nâng cao rõ rệt, lại được khen thưởng, tuyên dương, ghi nhận nên tiếng tốt đồn xa. Nhân cơ hội này nên mở rộng đầu tư hoặc bắt tay vào một hạng mục mới, lãi càng thêm lãi. Nhưng chú ý là không làm ăn bất chính, không thu lợi từ việc làm hại người khác nên tuân thủ nguyên tắc đạo đức mới bền vững được. Tử vi hàng ngày cho biết, sự nghiệp và tài lộc của những người tuổi Mão trong ngày hôm nay không đáng lo ngại vì thiên quan xuất hiện giúp cho bạn củng cố được địa vị. Có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa thì bạn nên chủ động nhận những công việc có tính thử thách cao, đời sống tình cảm gặp nhiều trục trặc. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Dậu. Tử vi tuổi Thìn. Thìn mùi tứ hành xung nên hôm nay không phải là một ngày hanh thông với người tuổi Thìn, chuyện xấu gì cũng có thể gặp phải. Bạn tranh chấp với cấp dưới, người nhỏ tuổi hơn, cảm thấy mình không được tôn trọng nên rất tức giận. Kiếp tài gây họa nên tính nóng nhiều khi bốc lên không thể kiềm chế được, có điều khả năng bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn với người khác. Điều này mang tới cho bạn khá nhiều rắc rối, nghiêm trọng hơn còn dính dáng tới pháp luật, tòa án nữa. Do vượng thổ nên bạn nhớ lưu tâm tới sức khỏe của mình, nên hạn chế các hoạt động trong ngày, không vì tham công tiếc việc mà ngã bệnh. Bệnh hô hấp là đáng lo ngại nhất, bạn nên đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, tránh nơi có không khí ô nhiễm và luôn vệ sinh tai mũi họng cẩn thận. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Sửu. Tử vi tuổi Tỵ.
Tử vi thứ 5 của 12 con giáp cho biết, người tuổi Tỵ có tam hội tương trợ, nhờ đó công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Người tuổi Tỵ muốn phát triển sự nghiệp hay tài lộc trong thứ 5 này thì lương nhờ chính ấn là người có chức có quyền. Bạn làm việc phân minh, rõ ràng, không xu nịnh sẽ được lãnh đạo coi trọng, nâng đỡ, cất nhắc cho những việc có thu nhập cao hơn. Tử vi hàng ngày của người tuổi Tỵ cho biết họ có một ngày vượng tài, vượng lộc khi có chính ấn giúp đỡ. Những dự án đầu tư đều mang lại nhiều kết quả khả quan, tuy không nhiều nhưng bạn mong muốn cũng được tín hiệu khá tốt rồi. Hứa hẹn một tương lai sáng lạn. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, tím, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ, tam hội cục hanh thông nên sự nghiệp cùng tài lộc đều tốt, muốn có tài, có tài, muốn có danh, có danh, sinh động, phong phú. Với những người đang chưa có việc làm ổn định thì đây sẽ là cơ hội để bạn được giới thiệu một công việc tốt hơn. Thiên ấn chủ về lợi danh xuất hiện, đây là quý nhân luôn dìu dắt và giới thiệu cho bạn những cơ hội làm việc tốt. Hiếm khi có được cơ hội tốt như vậy thì bạn nên tận dụng để tạo bước đột phá trong sự nghiệp nhé. Hôm nay, người tuổi Ngọ tiềm ẩn những tai họa gây nên những chuyện thị phi. Nếu như vận trình công việc tốt thì ắt đường tình duyên sẽ xấu. Những người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp cho mình. Nếu có thì cũng không được hưởng hạnh phúc vui vẻ. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, hồng, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Sửu. Tử vi tuổi Mùi, tử vi thứ 5 của 12 con giáp. Người tuổi Mùi tự hình nên cho dù bạn có giúp đỡ một ai đó vượt qua khó khăn nhưng cũng không được họ cảm kích gì đâu. Bản mệnh vốn là người có ý chí và tinh thần vững vàng cho nên bạn luôn kiên định với mục tiêu của mình, không vì lời nói của mọi người xung quanh mà bị ảnh hưởng. Chính điều này làm cho bạn có được cấp trên đánh giá cao và giao cho nhiệm vụ quan trọng đấy. Do tỷ kiên, những người tuổi Mùi hôm nay có điềm báo cạnh tranh, mâu thuẫn với đồng nghiệp và lãnh đạo. Nếu như bạn không biết kiềm chế tính cách của mình thì dễ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí phải nghỉ việc nữa đấy. Do đó, hãy cố gắng giữ cho mình, giữ cho mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mình bạn nhé. Sức khỏe thịnh vượng, lại thêm nhân duyên tốt đẹp, người tuổi Mùi có thể thoải mái một chút, tiêu tiền nhiều hơn, hẹn hò ở những nơi sang chảnh hoặc đưa nhau đi du lịch để có thêm kỷ niệm gắn bó. Đó sẽ là cách tán lộc khá vui đấy. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Sửu. Tử vi tuổi Thân, nhờ có thổ kim tương sinh nên người tuổi Thân tài lộc dồi dào. Nếu như có cơ hội đầu tư, hợp tác thì bạn không nên bỏ qua, hãy tranh thủ tận dụng thời điểm tốt này để làm đầy túi tiền của mình. Ngoài ra, sức khỏe của bản mệnh trong ngày khá tốt nên bạn hoàn toàn có thể làm những việc mà mình yêu thích, không cần phải lo lắng quá nhiều. Thương quan tử vi hôm nay, người tuổi Thân gặp thương quan nên cẩn thận trọng, bình tĩnh, lấy tĩnh, chế động, lấy bất biến, ứng vạn biến, không nóng vội, nhất là tránh nặng lời với đồng nghiệp, thị phi vây quanh, chỉ cần một lời nói thiếu hành động, thiếu chừng mực là bạn đã gặp họa lớn rồi. Vì dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên mối quan hệ của bạn với những người thân trong gia đình, bạn bè trở nên lạnh nhạt, xa cách. Nếu không muốn tình trạng này tiếp tục thì bạn cần phải thu xếp thời gian, chủ động quan tâm nhiều hơn tới mọi người. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, ánh kim, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Mão. Tử vi tuổi Dậu, thổ sinh kim tương sinh cho biết công việc của bạn có thể thể hiện được sự chủ động và khéo léo khi phải đối mặt với những tình huống bất ngờ. Tuy có nhiều chuyện xảy ra không như mong muốn nhưng cũng không làm cho bạn lùi bước, thậm chí còn sẵn sàng tiến về phía trước. Thực thần trợ giúp nên bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân và những người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Đối với bạn, tiền bạc không quan trọng bằng sự thảnh thơi trong tâm hồn. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, nâu, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão. Tử vi tuổi Tuất, tử vi thứ 5 của 12 con giáp. Người tuổi Tuất có Tuất Mùi tứ hành xung, tứ hành xung gây nên nhiều trở ngại trong mối quan hệ giữa hai người. Nếu như không tích cực chủ động hơn nữa thì bạn sẽ nhanh chóng quay lại với hội độc thân đấy. Do thổ khí vượng nên vận trình của những người tuổi Tuất nên sức khỏe bị hao tổn. Hơn nữa, thời tiết thay đổi thất thường nên bạn cần chú ý tới các bệnh có liên quan đến đường hô hấp. Bên cạnh việc sinh hoạt điều độ thì bạn nên có một chế độ ăn uống khoa học hơn. Kiếp tài cấp dưới không nghe lời, làm sai hướng dẫn, kết quả công việc đình trệ, bạn bị quở trách. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đỏ, quý nhân phù trợ,
người tuổi Tý, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Theo tử vi ngày 1 tháng 6 năm 2017 cho biết, người tuổi Hợi có tam hợp đặc biệt tốt cho nhân duyên và đường làm ăn, tài lộc cực kỳ thịnh vượng, chủ kiếm tiền cũng giàu mà không chủ kiếm tiền cũng giàu, tự dưng thấy tiền trong túi cứ ngày càng nhiều lên. Chính quan tử vi hàng ngày tuổi Hợi hôm nay có chính quan chủ phúc lộc và quý nhân trợ giúp nên không có khó khăn nào cản trở được bước chân của bạn. Trong mọi tình huống, chỉ cần bản mệnh lạc quan, vững vàng thì sẽ chứng tỏ được địa vị của mình trong tập thể. Hôm nay, người tuổi Hợi đi đâu cũng đề phòng gây tai nạn xe cộ, tổn thương thân thể. Ngày này, tránh đi xa, xuất hành, tránh làm việc mạo hiểm, tránh đến những nơi có địa hình hiểm trở, phòng lấy thân mình. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.